Em đã nhập bọn với bọn trên Hưng Hòa. Chúng nó nói là làm được việc, nhưng mà chúng nó đòi 10 tỷ cộng thêm với chi phí của bên em nữa là 11 tỷ. Thế nên anh cứ báo với khách hàng, nếu làm được thì báo với em, mà nếu không có làm được thì cũng mong anh báo cho em một tiếng để thằng em này rút. Chú có thấy cái giá này chát không? Thì em cũng thấy là cái giá này quá chát đi. Nhưng mà chúng nó nói cái này rất khó để anh ạ, vì hàng vẫn đang nằm ở trong hòm, rất là nhiều chi phí, mà đặc biệt là cái chi phí cho bọn ở trong trại. Anh cứ báo với khách hàng đi, để cho thằng em này tính. Được không? Chú đợi anh một chút, anh sẽ điện thoại cho khách luôn. Dạ. Mới đèo à? Hả? 11 tỷ đấy sếp ạ. Căng nhỉ. Nhưng mà đồng ý, 11 tỷ cũng làm, miễn là được việc. Ok, việc này sếp cứ để tôi lo. Làm cho tốt nhá. Ok sếp. Khách hàng đồng ý 11 tỷ, nhưng đảm bảo phải xong việc. Nếu việc này không xong thì chú và cái bọn trên Hưng Hòa phải đền cho anh gấp đôi số tiền. Sao? Chịu không? Được, em chắc chắn sẽ làm được. Lời nói đợi máu. Đây là thằng nào? Nó là thằng Toàn mới vào anh ạ. Thằng này lì lắm. Hay là em cho anh em tổng quất luôn. Mày là thằng Toàn mới bị bắt ở bên Campuchia phải đúng không? Mày nợ tiền bạn tao ngoài kia, giờ trốn vào đây thì chả kiểu gì. Quen biết đéo chúng mày mà nợ với nần. Thằng này mày, bố mày đã phải chui vào tận đây để nói chuyện tử tế với mày. Mày còn định bắt hả? Chúng mày, từ ngày nó vào buồng đến giờ thế nào? Thằng này láo lắm anh ạ, không biết phép tắc là gì cả. Vậy thì hôm nay mày gặp anh Đức đây, mày chỉ có chết mà thôi. Đại ca, thôi tha nó đi, đánh nó là nó chết đấy. Rồi, bây giờ tao cho mày một cơ hội, xin tao đi. Rồi, ly hả? Xem mày ly đến cỡ nào. Thôi.
kia. Alo. Alo, bác ạ. Bác đã nhờ người kiểm tra tình hình sức khỏe của thằng Toàn giúp em chưa ạ? Tao xem rồi, nó chuyển đến phòng khác rồi. Ơ, sao lại thế ạ? Thì thằng Toàn ở đây, Toàn bị đánh. Bọn ma túy đề xuất chuyển vào khu biệt giam cho nó an toàn. Thế còn thằng Đức ạ? Thì thằng Đức vẫn ở phòng đấy. Mà mày giới thiệu chúng nó là bạn cơ mà. Thế mà thằng Đức vừa vào phòng túm thằng Toàn đánh túi bụi là sao? Bạn bè cái kiểu gì đấy à? À, chắc chúng nó diễn với nhau để qua mặt bọn cùng buồng ấy mà. Không phải, thằng Đức vừa vào phòng đánh thằng Toàn lên bờ xuống ruộng. Chết thật. Chắc là chúng nó nợ tiền với nhau. Chứ trước đây em thấy chúng nó chơi thân với nhau lắm. Chúng nó đánh nhau kiểu này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì người ta lại bảo tao xin cho thằng Đức sang ở phòng đấy. Ban không sao là tốt rồi ạ. À, ban ơi, mai ban rảnh em mời ban đi uống rượu nhá. Tiện thể em có cái phòng mì, gọi là tạ lỗi với ban ạ. Thôi, tao không có thời gian mà nói chuyện với chúng mày.